Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Bản tin tối chủ nhật ngày 13 tháng 9 có một số tin tức trong nước nổi bật sau. Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Nhiều hàng hóa Việt bắt đầu hưởng ưu đãi từ EVFTA. Thưa quý vị khán giả, sáng nay tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 15 tháng 9 năm 1945, 15 tháng 9 năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhiều đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, công chức viên chức và người lao động Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng. Thăm phòng truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của Thông tấn xã Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Thông tấn xã Việt Nam ra đời ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, trưởng thành qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và chiến tranh vệ quốc. Không chỉ ghi lại sự kiện như những nhân chứng lịch sử, đội ngũ đông đảo những người làm báo của Thông tấn xã Việt Nam đã thực sự là những nhà báo chiến sĩ mang theo trong hành trang ra tiền tuyến không chỉ là ba lô, cây bút mà là cây súng trên tay, trực tiếp tham gia và góp phần làm nên những sự kiện lịch sử ấy. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, suốt hành trình 75 năm, Thông tấn xã Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển vượt bậc về mọi mặt. Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, trao đổi thông tin trực tuyến với trên 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế. Gần 2.500 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trải rộng khắp 63 tỉnh thành của đất nước và 30 địa bàn quan trọng trên thế giới, trở thành cơ quan báo chí có số mạng lưới thông tin rộng nhất, phong phú nhất so với các cơ quan báo chí trong nước. Với thế mạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam cần tiếp tục tiên phong trong công tác thông tin tuyên truyền, thông tin nhanh chóng, chính xác và sinh động về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, các chương trình kế hoạch hành động của Chính phủ vào cuộc sống. Nhiệm vụ trước mắt và hết sức quan trọng là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Thông tấn xã Việt Nam. Trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và tin tưởng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam bày tỏ, những danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng chính là niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam hôm nay phải nỗ lực hơn nữa để viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành trong thời kỳ hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, để dòng tin chính thống không bao giờ ngừng chảy. EVFTA đã chính thức có hiệu lực được một tháng. Trong khoảng thời gian này, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam bước đầu đã tận dụng ưu đãi thuế quan nhờ khai xuất xứ hàng hóa theo từng mã HS xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Số liệu cập nhật cho thấy trong tháng 8 qua, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO mẫu EUR1 với kim ngạch 277 triệu đô la Mỹ đi 28 nước EU. Các mặt hàng đã được cấp chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi xách, vali, rau quả, sản phẩm mây che đan. Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối, trung chuyển của EU như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh, trong đó có nhiều lô hàng đã tới thị trường EU, thông quan và được hưởng ưu đãi. Mất an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là nỗi lo của mỗi gia đình mà là mối lo của toàn xã hội. Vụ việc liên quan tới sản phẩm pate minh chay hay một số vụ ngộ độc thực phẩm mới đây cho thấy, để ngăn chặn đẩy lùi thực phẩm bẩn, cần sự chung tay từ nhiều phía. 40 năm ăn chay, ông Nguyễn Đình Hoạch không khỏi lo lắng trước vụ ngộ độc nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến sản phẩm pate minh chay thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới có địa chỉ tại Đông Anh, Hà Nội sản xuất và tự công bố. Đa số người tiêu dùng chúng tôi là xem những các cái sản phẩm đấy ở trên mạng, rồi qua cái quảng cáo. Tất nhiên là quá trình sử dụng thì đúng là nó chưa có thật. Thế cho nên là nếu như gặp phải một cái trường hợp như minh chay thì đúng là đây một điều cực kỳ là đáng tiếc. Đảm nhận công việc nội trợ, bà Hảo cho biết dù là bữa ăn chay hay ăn mặn của gia đình, bà luôn chú trọng đến việc đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến.
Vụ ngộ độc từ sản phẩm chay khiến 20 trường hợp ngộ độc với các diễn biến nặng, khiến bà càng thêm cảnh giác với những đồ hộp bán sẵn. Việc mà của ba tê minh chay thì gia đình tôi cũng rút kinh nghiệm chọn những cái thực phẩm mà nó có nguồn gốc và những các cái mà nó đã thực phẩm sạch để chúng tôi làm. Độc tố botulium, loại độc cực mạnh, có thể dẫn đến chết người, được cảnh báo có trong sản phẩm pate minh chay đã khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng. Trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu, bác sĩ Lý Công Hinh cho biết, botulium là độc tố mạnh, đã phát hiện rất lâu trong thịt hộp. Khâu chế biến đảm bảo an toàn hầu như không có vi khuẩn đó. Tuy nhiên, nếu không đảm bảo sẽ nhiễm trong sản phẩm đóng hộp như vụ việc pate minh chay. Trong cái quá trình chế biến thực phẩm thì nếu mà không đảm bảo cái vấn đề vô khuẩn, vấn đề sạch sẽ trong cái an toàn vệ sinh thực phẩm thì nó sẽ nhiễm những cái con nha bào của con vi khuẩn này vào, và ở trong môi trường kỵ khí thì con vi khuẩn này nó sẽ phát triển và sinh sôi ra. An toàn thực phẩm đang là vấn đề đáng lo ngại của cộng đồng xã hội. Nhiều người cho rằng qua vụ pate minh chay cho thấy việc tự công bố chất lượng sau hậu kiểm là một lỗ hổng lớn trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm hiện nay. Giảm rác thải, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị xanh là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một hành động xanh, mỗi công trình xanh ra đời đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho cảnh quan và môi trường của thành phố. Trong đó đáng chú ý là chiến dịch thành phố xanh đang được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh triển khai rộng khắp. Những góc làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Tân Bình mang màu xanh tươi mát, với những chậu cây xinh xắn trên bàn làm việc, nơi góc phòng, vừa tạo không gian đẹp mắt, những mảng xanh tuy nhỏ còn đem đến sự thoải mái, dễ chịu cho cả nhân viên lẫn khách đến liên hệ công việc. Còn đây là mảng xanh nơi hẻm 25 Tôn Thất Tùng, quận 1. Chỉ sau một tháng cải tạo, con hẻm đã khang trang sạch sẽ hơn với sự hiện diện của cây xanh, khóm hoa đem lại niềm vui cho người dân trong hẻm. Từ công sở xanh, hẻm xanh đến những góc nhỏ như cửa sổ xanh, góc bếp xanh, nhà vệ sinh xanh là những công trình của chiến dịch thành phố xanh do Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh phát động, đang được đoàn viên thanh niên và người dân ủng hộ nhiệt tình. Chưa có trồng hàng cây này hả, ở đây rác không à, tại vì ở đây là cái đường đi á, trời ơi quá đẹp luôn. Đúng không, khu phố đầu khu phố là quá đẹp luôn á. Trong nhà vệ sinh có rất là nhiều mùi hôi khó chịu. Việc để cây xanh vào nó sẽ giúp chúng ta thanh lọc không khí, đem lại một sức khỏe tốt cho con người. Với thông điệp mọi người chung tay bảo vệ môi trường, chiến dịch thành phố xanh đang lan tỏa đến người dân, từ em nhỏ đến thanh niên, người lớn, từ cán bộ công chức viên chức tới học sinh, sinh viên, tiểu thương bằng những công trình xanh hết sức gần gũi, thiết thực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tuyên truyền tới các bạn đoàn viên và các thanh niên, cô chú và người dân sống tại hẻm là phải giữ gìn vệ sinh. Mọi người dân ở trong khu phố thấy là công trình đã đem lại lợi ích, là tạo được mảng xanh cho khu phố thì đã cùng chung tay góp sức. Rác thải, ô nhiễm môi trường và thiếu mảng xanh trầm trọng là những tồn tại lâu năm của thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa giải quyết được. Những việc làm, công trình dù nhỏ bé, khiêm tốn nhưng rất ý nghĩa của chiến dịch thành phố xanh sẽ góp phần xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch đẹp. Trước mắt là tạo sự chuyển biến về ý thức bảo vệ môi trường và lối sống xanh nơi người dân thành phố. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ nhấn mạnh trật tự quốc tế dựa trên luật pháp ở Biển Đông. Anh và EU vẫn bế tắc trong đàm phán hậu Brexit. Tại diễn đàn khu vực ASEAN-ARF lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến vừa diễn ra, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã cùng lãnh đạo ngoại giao nhiều nước trao đổi về các nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp tại Biển Đông. Tại hội nghị, ông Biegun và Ngoại trưởng các nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong việc giải quyết các căng thẳng và quân sự hóa ngày càng gia tăng ở Biển Đông, sự cần thiết của việc chấm dứt bạo lực và viện trợ không bị cản trở tại bang Rakhine của Myanmar và con đường dẫn đến hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Nhân dịp này, các quan chức ngoại giao cũng bày tỏ quan ngại về tác động của đại dịch COVID-19 và sự cần thiết phải có phản ứng nhịp nhàng của khu vực cũng như có được vaccine với giá cả phù hợp.
Liên quan đến hợp tác ở khu vực sông Mekong, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến việc khởi động quan hệ đối tác Mekong-Mỹ, đồng thời công bố khoản tiền hỗ trợ bổ sung 150 triệu đô la Mỹ, giúp các nước trong khu vực chống các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như buôn người, ma túy, động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên. Ông Biegun cũng nhấn mạnh tới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đối với ASEAN trong việc phát triển kế hoạch hành động của ASEAN nhằm thực hiện chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh toàn cầu. Liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu EU về một thỏa thuận thương mại tương lai hậu Brexit, hiện hai bên vẫn tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm một giải pháp có thể chấp nhận được và đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau. Mâu thuẫn chính hiện nay nằm ở việc giao thương giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh với phần còn lại của nước Anh và với các nước thành viên EU. Trả lời báo The Daily Telegraph ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson cáo buộc EU đang sử dụng chiêu bài đe dọa để ép London phải tuân thủ các thỏa thuận Brexit đã ký trước đó. Cụ thể, EU cảnh báo sẽ dựng biên giới thương mại trên biển Ireland và phong tỏa thực phẩm giữa Anh với Bắc Ireland nếu London không đổi ý. Chính phủ Anh coi đây là việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Anh, cũng như đe dọa tới hòa bình và ổn định ở vùng Bắc Ireland thuộc Anh. Tuy nhiên, toàn bộ 27 nước thành viên EU vẫn thống nhất lập trường cứng rắn, yêu cầu London phải rút lại dự luật thị trường nội địa với lý do dự luật này vi phạm các điều khoản của thỏa thuận Brexit và tạo ra rào cản thương mại đối với hàng hóa EU vào Anh. Thông báo của EU nhấn mạnh, London đang có bước đi vi phạm luật pháp quốc tế, hủy hoại lòng tin và gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán về quan hệ tương lai giữa hai bên. Hòa đàm Afghanistan, thời khắc bước ngoặt quan trọng nhất trong gần hai thập kỷ xung đột tại quốc gia Nam Á này, đã có một khởi đầu không mấy hứa hẹn khi các bên đều có xu hướng duy trì lập trường cứng rắn. Dù liên tục lên tiếng khích lệ các bên tham gia hòa đàm, nhưng nhiều bên trung gian cũng cảnh báo đây sẽ là một tiến trình khó khăn và phức tạp. Bất đồng đã hiện rõ ngay từ các bài phát biểu khởi động tiến trình hòa đàm tại Qatar, khi trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Afghanistan kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, trong khi phái đoàn của Taliban cho rằng việc ngừng bắn phải đi kèm với điều kiện trao trả tù binh. Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ không tránh khỏi những thách thức trong những ngày tới, song ông vẫn kêu gọi các bên nắm bắt cơ hội này để kiến tạo hòa bình. Tiến trình hòa đàm Afghanistan bắt đầu muộn hơn 6 tháng so với kế hoạch, chủ yếu do những bất đồng sâu sắc giữa hai bên liên quan tới thỏa thuận trao đổi tù binh. Giới quan sát cho rằng đàm phán có thể kéo dài nhiều năm do chính phủ Afghanistan và Taliban vẫn duy trì quan điểm khác biệt trong nhiều vấn đề liên quan đến lệnh ngừng bắn, quyền của phụ nữ và việc tham gia chính phủ. Bộ phim Nomadland của Mỹ đã vượt qua tất cả các ứng cử viên nặng ký khác để giành giải Sư tử Vàng cho hạng mục phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Liên hoan phim Venice năm nay là một trong những sự kiện hiếm hoi được tổ chức giữa đại dịch COVID-19, nhưng nhiều nghệ sĩ đã không thể tham dự do các hạn chế đi lại. Bộ phim Nomadland do đạo diễn gốc Trung Quốc Chloe Zhao chỉ đạo sản xuất có nội dung xoay quanh cuộc sống gai góc của một quá phụ ở tuổi 60 do nghệ sĩ Frances McDormand thủ vai. Trong bộ phim, người quá phụ đã cải tạo một chiếc xe tải thành căn nhà di động và chu du khắp miền Tây nước Mỹ. Qua từng thước phim, nhóm sản xuất đã khắc họa rõ nét những hình ảnh chân thực, gai góc về nước Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Ngoài Nomadland, ban giám khảo của Liên hoan phim Venice cũng đã trao giải Sư tử Bạc cho hai bộ phim New Order của đạo diễn Michel Franco và Wife of Spy của đạo diễn Kiyoshi Kurosawa. Trong khi đó, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Vanessa Kirby cho vai diễn trong phim Pieces of a Woman. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Pier Francesco Favino, còn giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Kiyoshi Kurosawa. Do đại dịch COVID-19, chủ nhân của nhiều giải thưởng đã không thể tới dự lễ trao giải trực tiếp và buộc phải gửi lời chia sẻ theo hình thức trực tuyến. Trong khi đó, tất cả những người khác khi đến tham dự giải đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Mỹ đang liên tiếp phải hứng chịu các thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt, trong khi các bang miền Tây đang bị ảnh hưởng của khói bụi độc hại do cháy rừng, thì ở ngoài khơi bang Florida, bão nhiệt đới Sally đang mạnh dần lên và dự báo có thể trở thành siêu bão tấn công khu vực này. Theo AFP, khói mù do các đám cháy rừng đang bao trùm miền Tây nước Mỹ, ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người dân. Ô nhiễm khói bụi đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở một khu vực rộng lớn, từ thành phố Los Angeles của Mỹ đến tận thành phố Vancouver của Canada. Nhiều người dân địa phương cho biết, cho bụi đã phủ dày mái nhà và họ cảm thấy rất mệt mỏi. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đến bang California vào đầu tuần tới để thị sát tình hình cháy rừng.
Tính đến nay, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 2 triệu hecta đất và khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Trong khi đó, cơ quan quản lý bão quốc gia Mỹ cảnh báo bão nhiệt đới Sally đang ở ngoài khơi bang Florida có khả năng mạnh lên cấp siêu bão vào ngày 14 tháng 9 với sức gió lên tới 129 km/h. Hiện, người dân các địa phương ven biển đã cảm nhận được gió mạnh và mưa lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước quốc tế tối của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.